Xin chào quý thính giả Mời quý vị cùng chiến hữu audio lắng nghe hai tác phẩm truyện ngắn Tướng về hưu và vàng lửa của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp Tướng về hưu là câu chuyện về những tâm tư xung đột của một vị tướng Khi trở về với đời sống thường nhật Còn vàng lửa lại đưa ta vào hành trình đầy tham vọng Và bi kịch của những kẻ săn tìm kho báu Video này dành cho những ai yêu thích truyện ngắn văn học Việt Nam và đặc biệt là văn phong của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp hãy cùng chiến hữu audio khám phá những góc khuất tâm lý nhân vật và những thông điệp sâu sắc mà tác giả muốn gửi gắm qua hai tác phẩm này chuyện ngắn tướng về hưu khi viết những dòng này tôi đã thức tỉnh trong vài người quen những cảm xúc mà thời gian đã xóa nhòa và tôi đã xâm phạm đến có yên tĩnh nấm mồ của chính cha tôi tôi buộc lòng làm vậy và xin người đọc nể nang những tình cảm đã thúc đẩy tôi viết mà lượng thứ cho ngồi bút kém cỏi của tôi tình cảm này tôi xin nói trước là sự bênh vực của tôi đối với cha mình cha tôi tên là thuấn con trưởng họ nguyễn trong làng họ nguyễn là họ lớn Số lượng chay đinh có lẽ chỉ thua họ vũ Ông nội tôi trước khi học nho Sau vài dạy học Ông nội tôi có hai vợ Bà cả sinh được cha tôi ít ngày thì mất Vì vậy ông tôi phải tục huyền Bà hai làm nghề nhuộm vải Tôi không tưởng mặt Chỉ nghe nói là một người đàn bà cay nghiệt vô cùng Sống với dì ghẻ Cha tôi trong tuổi niên thiếu Đã phải chịu đựng nhiều điều cay đắng Năm 12 tuổi cha tôi trốn nhà ra đi Ông và bộ đội ít khi về nhà Khoảng năm cha tôi về làng lấy vợ Chắc chắn cuộc hôn nhân này không do tình yêu Mười ngày nghỉ phép bề bộn công việc Tình yêu đòi hỏi điều kiện Trong đó thời gian cũng cần khi lớn lên tôi chẳng biết gì về cha mình cả Tôi chắc mẹ tôi hiểu về cha tôi cũng ít Cả đời cha tôi gắn với súng đạn chiến tranh Tôi đi làm lấy vợ sinh con mẹ tôi già đi, cha tôi vẫn đi biển biệt. Thỉnh thoảng cha tôi cũng ghé về nhà, nhưng những lần về đều ngắn. Cả những bức thư cha tôi gửi về cũng ngắn, dầu rằng dưới những dòng chữ tôi biết ở đấy ẩn chứa nhiều tình thương cùng với âu lo. Tôi là con một, tôi đã chịu ơn cha tôi về đủ mọi mặt. Tôi được học hành, được du ngoại, cả những cơ sở vật chất gia đình cũng do cha tôi lo liệu ngôi nhà tôi ở ven nội xây dựng trước khi cha tôi về hưu 8 năm. Đấy là một biệt thự đẹp nhưng khá bất tiện. Tôi đã xây cất dựa theo thiết kế của một chuyên gia kiến trúc chứ danh, bạn của cha tôi. Ông này đại tá, chỉ thạo việc xây doanh trại. Năm 70 tuổi, cha tôi về hưu với hàm thiếu tướng. Mặc dầu biết trước, tôi vẫn ngỡ ngàng khi cha tôi về. Mẹ tôi đã lẫn, bà hơn cha tôi 6 tuổi, vì vậy thực ra ở nhà chỉ có mình tôi có những tình cảm đặc biệt với sự kiện này. Mấy đứa con tôi còn bé, vợ tôi biết ít về ông vì hai chúng tôi lấy nhau khi mà cha tôi đang bật tin tức. Bây giờ đang có chiến tranh, tuy thế ở trong gia đình, cha tôi bao giờ cũng là hình ảnh của niềm vinh dự tự hào. Cả ở trong họ trong làng, tên của cha tôi cũng được mọi người ngưỡng vọng. Cha tôi về nhà đồ đạc đơn sơ Cha tôi khỏe Ông bảo Việc lớn trong đời cha làm xong rồi Tôi bảo vâng Cha tôi cười Tâm trạng xúc động lây sang cả nhà Mọi người chính choáng đến nửa tháng trời Sinh hoạt tùy tiện Cô hôm 12 giờ đêm mới ăn cơm chiều Khách khứa đến chơi nầm nượp Vợ tôi bảo Không thể thế được Tôi cho mổ lợn Đi mời họ hàng làng nước đến để chia vui Làng tôi gần thành phố nhưng mà tập tục nông thôn còn giữ. Đúng một tháng sau, tôi mới có dịp ngồi với cha tôi bàn chuyện gia đình. Trước khi kể tiếp, tôi xin nói về gia đình tôi. Tôi 37 tuổi là kỹ sư, làm việc ở viện vật lý. Thủy vợ tôi là bác sĩ, làm việc ở bệnh viện sản. Chúng tôi có hai con gái, đứa 14, đứa 12. Mẹ tôi lẫn lộn, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ. Ngoài những người trên, gia đình tôi còn có ông Cơ và cô con gái gàn giả của ông. Ông Cơ 60 tuổi quê Thanh Hóa, vợ tôi gặp cha con ông khi nhà của họ bị cháy, cơ nghiệp mất sạch. Thấy cha con ông tốt bụng, đáng thương, vợ tôi sắp xếp cho họ ở với chúng tôi. Cha con ông ở dưới nhà ngang, sinh hoạt riêng rẽ, nhưng mọi chế độ thì do vợ tôi chu cấp. Không có hộ khẩu, họ không có những tiêu chuẩn lương thực, thực phẩm như những người dân khác trong thành phố. Ông cơ hiền lành chịu khó, thường ông đảm nhiệm việc trong vườn tược, lợn gà và đàn chó giống. Nhà tôi nuôi chó béc dê, tôi cũng không ngờ việc kinh doanh chó lại thu lợi lớn. Khoản thu này trội nhất trong nhà. Cô lại mặc dầu gàn dở nhưng lại xốc vác và nội trợ giỏi. Vợ tôi dạy cô cách thức nấu bóng, nấu nấm, nấu gà hầm. Cô bảo cháu chẳng ăn thế bao giờ cô không ăn thật cả hai vợ chồng và hai con tôi không phải lo toan công việc gia đình từ ăn uống giặt rũ tất cả giao cho hai người giúp việc vợ tôi cầm trịch các khoản chi tiêu tôi bận nhiều việc hiện đang vùi đầu vào công trình ứng dụng điện phân cũng cần nói thêm quan hệ tình cảm vợ chồng tôi êm thấm thủy có học thức sống theo lối mới chúng tôi suy nghĩ độc lập nhìn nhận vấn đề xã hội tương đối giản dị thủy am tưởng các việc lo liệu kinh tế cũng như dạy dỗ con cái còn tôi hình như tôi khá cổ hủ đầy bất chắc và thô vụng tôi quay lại kể đoạn cha con tôi bàn việc gia đình cha tôi bảo nghỉ rồi cha làm gì tôi bảo viết hồi ký cha tôi bảo không vợ tôi bảo cha nuôi vẹt xem trên phố dạo này nhiều người nuôi chim họa mi chim vẹt Cha tôi bảo, kiếm tiền à? Vợ tôi không trả lời. Cha tôi bảo, để xem đã. Cha tôi cho mỗi người trong nhà 4 mét vải lính, ông cư và cả cô lại cũng thấy, tôi cười, cha bình quân. Cha tôi bảo, đấy là lãi sống. Vợ tôi bảo, cả nhà đồng phục thì thành doanh trại. Mọi người cười ồ. Cha tôi muốn ở một phòng dưới dãy nhà ngang giống như mẹ tôi vợ tôi không chịu cha tôi buồn việc để mẹ tôi ăn riêng ở riêng làm ông bứt dứt vợ tôi bảo tại mẹ lẫn cha tôi đâm chiêu tôi cũng không hiểu sao hai đứa con gái của tôi ít gần ông nội tôi cho chúng học ngoại ngữ học nhạc chúng lúc nào cũng bận cha tôi bảo các cháu có sách gì mang cho ông đọc cái mi cười còn cái vi bảo ông thích đọc gì cha tôi bảo cái gì dễ đọc Hai đứa bảo Thế thì không có Tôi đặt báo hàng ngày cho ông Cha tôi không thích văn học Văn trường nghệ thuật bây giờ Đọc rất khó vào Một hôm tôi đi làm về Cha tôi đứng ở dãy nhà vợ tôi nuôi chó Và gà công nghiệp Trông ông không vui Tôi hỏi Có chuyện gì thế Ông bảo Ông cơ và cô lại vất vả quá Họ làm không hết việc cha muốn giúp họ được không? tôi bảo để con hỏi thủy vợ tôi bảo cha là tướng về hưu cha vẫn là tướng cha là chỉ huy cha mà làm lính thì dễ loạn cờ cha tôi không nói năng gì cha tôi nghỉ hưu nhưng khách hứa nhiều điều đó làm tôi ngạc nhiên thậm chí thích thú vợ tôi bảo đừng mừng họ chỉ nhờ vả cha cha đừng làm gì quá sức Cha tôi cười Chẳng có gì đâu Cha chỉ viết thư Thí dụ thân gửi nà Tư lệnh quân khu Tôi viết thư này cho cậu Hơn 50 năm Đây là lần đầu tôi ăn Tết mỏng 3 tháng 3 Dưới mái nhà mình Hồi ở chiến trường Hai đứa chúng mình đã từng mơ ước Vân vân Cậu nhớ cái xóm ven đường Cô Huệ đã làm bánh trôi bằng bột mì mốc Bột mì bê bế bết trên lưng Vân vân Nhân đây mà là người tôi quen muốn được công tác dưới quyền của cậu, vân vân. cha viết như thế được không? Tôi bảo được, và tôi bảo không được. Cha tôi gãi cằm, người ta nhờ mình. Cha tôi thường bỏ thư viết vào phong bì đựng công văn bằng giấy cứng, cỡ 20 x 30, trên có in chữ Bộ Quốc phòng rồi đưa cho người nhà vả mang đi. Sau 3 tháng hết sạch loại phong bì ấy, ông làm phong bì bằng giấy bìa học sinh cũng to bằng cỡ 20 x 30. Một năm sau, ông cho thư vào thứ phong bì bình thường, vẫn bán ở quầy bưu điện, giá 5 đồng một chục cái. Tháng 7 năm ấy, tức là 3 tháng sau ngày cha tôi về nghỉ, chú họ tôi ông Bỏng cưới vợ cho con. Ông Bỏng với cha tôi là anh em cùng cha khác mẹ, thằng Tuân con trai ông làm nghề đánh xe bò. Hai cha con đều ghê gớm, to như hộ pháp ăn nói văng mạng. Thằng Tuân lấy vợ lần này là lần thứ hai. Vợ trước bị đánh đau quá bỏ đi. Ra tòa nó khai là vợ theo trai to phải chịu. Cô vợ lần này tên là Kim Chi, làm nghề nuôi dạy trẻ. Con nhà có học hẳn hoi, xí si sớm thế nào, nghe nói có thai với nó. Kim Chi là cô gái đẹp, làm vợ thằng Tuân đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Thâm tâm chúng tôi không ưa cha con ông Bổng hôn nỗi một giọt máu đào hơn ao nước lã. Dỗ Tết vẫn phải đi lại, nhưng mà ngày thường cũng nhạt. Ông Bổng hay nói, quần trí thức khốn nạn, rẻ dần lao động, nẻ bố nó, không tôi cạch cửa. Nói thế thôi, ông Bổng vẫn sang vay tiền. Vợ tôi khai khắt, bao giờ cũng bắt ông phải ký cược. Ông Bổng rất ức, ông nói, mình là chú nó, chót vay nợ nó mà nó cư xử hệt như địa chủ nhiều món nợ ông cứ lờ đi không trả cưới vợ cho con ông bỏng nói với cha tôi anh phải đứng ra chủ hôn bố cháu kim chi vụ phó anh là tướng thế là môn đang hộ đối sau này các cháu nhờ phúc của ông như tôi là thằng phu xe báu gì cha tôi bằng lòng đám cưới ngoại ô lố lăng và khá dung tục ba ô tô thuốc lá đầu lọc nhưng gần cuối tiệc hết sạch phải thay bằng thuốc lá cuốn Năm mười mầm cỗ nhưng ế mười hai Trang rẻ mặc com lê đen Caravat đỏ Tôi phải cho mượn cái caravat đẹp nhất Trong tủ áo Nói là mượn chắc gì đòi được Phù rẻ là sáu thanh niên ăn mặc hệt nhau Đều quần bò dâu ria rất hãi Đầu tiệc là dàn nhạc sống Chơi bài Ave Maria Một anh cùng hợp tác xã Xe bò thằng Tuân Nhảy lên đơn ca một bài khủng khiếp Ở ừ, ê cái con gà quay Ta đi lang thang khắp miền giang hồ Tìm nơi nào có tiền Tiền ơi mau vào túi ta Ừ ê cái con gà rù. Sau đó đến lượt cha tôi Ông luống cuống khổ sở Bài văn chuẩn bị công phu hóa thừa Kèn clarinet đệm rất bậy bạ bà, Sau dấu chấm câu Pháo ẩm ý Trẻ con bình luận nhảm nhí Cha tôi nhảy cóc từng đoạn Ông cầm tờ giấy mà run bắn người một sự ô hợp láo nháo thản nhiên rất đời thô thiển thậm chí còn ô chọc nữa làm ông kinh hãi đau đớn ông vụ phó thông gia cũng đâm hoảng hốt luống cuống làm đổ cả rượu xuống váy cô dâu chẳng nghe thấy gì dàn nhạc sống át đi bằng những ca khúc vui vẻ quen thuộc của các ban nhạc bét thổ và áp ba sau đó rắc rối đầu tiên đến với cha tôi là việc kim chi sinh cháu chỉ sau hôm cưới chục ngày Gia đình ông bỏng bê bối Ông say rượu Tống cổ cô con dâu ra cửa Thằng Tuân cầm dao chém bố May trượt Vô phương Cha tôi phải đón dâu về nhà Gia đình tôi thêm hai khẩu Vợ tôi không nói năng gì Cô lại thêm một trách nhiệm Được cái cô lại vô tâm Tính lại yêu trẻ Một tối tôi đang đọc Sputnik Cha tôi lặng lẽ đi vào Ông bảo Cha muốn nói chuyện với con tôi pha cà phê cha tôi không uống ông hỏi còn có để ý công việc của thủy không con cha cứ dằn dặn vợ tôi làm việc ở bệnh viện sản công việc là nạo phá thai hàng ngày các rau thai nhi bỏ đi thủy cho vào phích đá đem về ông cơ nấu lên cho chó cho lợn thực ra điều này tôi biết nhưng cũng bỏ qua chẳng quan trọng gì cha tôi dắt tôi xuống bếp chỉ vào nồi cám trong đó có các màu thai nhi bé xíu. Tôi lặn đi. Cha tôi khóc. Ông cầm phích đá ném vào đàn chó bét dê. Khốn nạn. Tao không cần sự giàu có này. Đàn chó sủa vang. Ông bỏ lên nhà. Vợ tôi đi vào nói với ông cơ. Sao không cho vào máy sát? Sao để ông biết? Ông cơ bảo. Cháu quên. Cháu xin lỗi mà. Tháng 12, vợ tôi gọi người bắn sạch đàn chó bét dê. Vợ tôi bảo, anh thôi hút thuốc ga lăng đi, năm nay nhà mình hụt thu 27.000, chi lạm 18.000, cộng là 45.000. Kim Chi hết thời gian nghỉ, đi làm. Nó bảo, cảm ơn anh chị, em đưa con về nhà đây. Tôi hỏi về đâu? Thằng Tuân đã bị bắt giam vì tội côn đồ Kim Chi đưa con về nhà của bố mẹ đẻ, cha tôi đưa về tận nơi bằng xe taxi thuê riêng. Cha tôi ở chơi với ông vụ phó bố của Kim Chi một ngày. Ông này vừa đi công tác ở Ấn Độ về. Ông biếu cha tôi một mảnh lụa hoa và nửa lạng cao tổng hợp. Cha tôi cho cô lại mảnh lụa hoa, cho ông cơ nửa lạng cao. Trước Tết Nguyên đán, ông cơ nói với hai vợ chồng tôi. Cháu xin cậu mợ một việc. Vợ tôi hỏi, việc gì? Ông cơ nói vòng vèo, chẳng đâu vào đâu. Đại đẻ ông muốn về thăm quê ở với chúng tôi 6 năm Cũng có dành dụng Ông cơ muốn về bốc mộ bà vợ Để lâu ngày chắc ván đá sụt Nghĩa tử là nghĩa tận Ở thành phố cũng muốn về thăm họ hàng làng xóm Cho nó mắt mặt Bây giờ đã vậy Sau này cáo chết 3 năm quay đầu về núi Vợ tôi cắt lời Thế bao giờ đi Ông cơ gãi đầu Đi 10 ngày về Hà Nội trước 23 Tết Vợ tôi tính Được anh thuần này thuần là tên tôi anh có nghỉ phép được không tôi bảo được ông cơ bảo chúng cháu muốn mời ông về quê chơi như đi du lịch vợ tôi bảo tôi không thích thế ông bảo sao ông cơ bảo ông đồng ý rồi không có ông cháu cũng chẳng nhớ đến việc cải mộ nhà cháu vợ tôi hỏi thế hai cha con có bao nhiêu tiền ông cơ bảo Cháu có ba nghìn Ông cho hai nghìn là năm Vợ tôi bảo Được, đừng lấy hai nghìn của ông Tôi bù cho hai nghìn ấy Lại cho thêm năm nghìn Thế là hai cha con có chục nghìn đi được Trước hôm đi Vợ tôi làm cơm Cả nhà ngồi ăn Có cả ông cơ cô lại Cô lại vui lắm Mặc bộ quần áo mới May bằng vải cha tôi cho hôm về Cái mì và cái vi trêu Chị lại xinh nhất. Cô lại cười thỏn thèn. Chả phải ở mới xinh nhất. Vợ tôi bảo. Em đi chú ý đỡ ông những khi tàu xe. Cha tôi bảo. Hay thôi không đi. Ông cờ dãy này. Chết. Cháu đã điện rồi. Mang tiếng chết. Cha tôi thở dài. Tôi có tiếng gì mà mang. Cha tôi đi thanh hóa cùng ông Cơ và cô Lại vào sáng chủ nhật. Tối thứ hai, tôi đang xem tivi thì nghe tiếng huỵch, vội chạy ra ngoài thấy mẹ tôi ngã gục góc vườn. Mẹ tôi lẫn bốn năm nay, cho ăn biết ăn, cho uống biết uống, phải dục đi ngoài. Mọi hôm có cô Lại săn sóc không sao, hôm nay tôi sơ ý, cho ăn mà không dục đi ngoài. Tôi đỡ mẹ tôi vào, bà cụ cứ gục mặt xuống. Không thấy có vết đau, Nửa đêm tôi dậy, thấy mẹ tôi lạnh toát, mắt dại đi. Tôi sợ gọi vợ tôi, Thủy bảo, mẹ già rồi. Hôm sau mẹ tôi không ăn, hôm sau nữa cũng không ăn, không chủ động đi ngoài. Tôi giặt rũ thay chiếu, có ngày 12 lần. Tôi biết Thủy và hai con tôi ưa sạch sẽ, nên tôi thay giặt luôn, không rũ ở nhà mà mang ra tận kênh đảo. Thuốc đổ vào cứ chớ ra hôm thứ bảy mẹ tôi bỗng ngồi dậy được đi lững thững một mình ra vườn ăn được cơm tôi bảo mừng rồi vợ tôi không nói năng gì chiều hôm ấy thấy mang về chục mét vải trắng lại gọi cả thợ mộc tôi hỏi chuẩn bị à vợ tôi bảo không hai hôm sau mẹ tôi nằm liệt lại bỏ ăn lại đi ngoài như cũ người dốc nhanh thải ra thứ nước nâu sen sệt rất khắm. tôi đổ xâm vợ tôi bảo Đừng đổ sâm, khổ cho mẹ Tôi quả khóc Rất lâu tôi mới quả khóc như thế Vợ tôi nín lặng Rồi lại bảo Tùy anh Ông bỏng sang thăm, ông nói Bà ấy cứ xoay ngang xoay dọc trên giường như thế này Là gay gò lắm đấy Lại hỏi Chị ơi, chị có nhận ra em không? Mẹ tôi bảo có Lại hỏi Thế em là ai? Mẹ tôi bảo là người Ông Bổng khóc quả lên Thế là chị thương em nhất Cả làng cả họ gọi em là đồ chó Và em gọi em là đồ đẻo Thằng Tuân gọi em là đồ khốn nạn Chỉ có chị gọi em là người Lần đầu tiên Cái ông chú đánh xe bò Lộ mãng táo tận Làm đủ mọi điều phi nhân bất nghĩa Hóa thành đứa trẻ ngay trước mắt tôi Cho tôi về đến nhà Thì 6 tiếng sau mẹ tôi mất ông cơ và cô lại nói tại chúng cháu chúng cháu ở nhà thì bà không mất vợ tôi bảo nói nhảm cô lại khóc bà ơi bà đánh lừa con bà đi sao bà không cho con đi hầu bà ông bổng cười mày muốn đi hầu bà thì đi tao cho đóng ván khi liệm mẹ tôi cha tôi khóc ông hỏi ông bổng sao người bà ấy rút nhanh thế người già ai cũng chết khổ như thế này à Ông Bồng bảo Anh lầm cẩm Hôm nào nước mình cũng có hàng nghìn người chết khổ nhục vật vã đau đớn Mỗi lính tráng các anh đòm phát là sướng Tôi cho bác dạp bảo thợ mộc đóng quan tài Ông cơ cứ loay hoay bên đông ván vợ tôi cho xảy hôm trước Ông thợ mộc quát Sợ chúng ông ăn cắp gỗ à? Ông Bồng hỏi Ván mấy phân? Tôi bảo bốn phân Ông Bồng bảo Mất mẹ bộ salon Ai lại đi đóng quan tài bằng gỗ giỏi bao giờ? Bao giờ bốc mộ cho chú bộ ván? Cha tôi ngồi âm thầm trông rất đau đớn. Ông bảo ông bảo, chị thủy luộc cho tôi con gà nấu hộ nổi sôi. Vợ tôi hỏi mấy cân gạo hỏa chú? Ông bảo ông bảo, mẹ mày sao hôm nay cứ ngọt sớt thế ba cân? Vợ tôi bảo tôi, họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ. Ông Bồng hỏi tôi Nhà này ai chủ trì kinh tế Tôi bảo Vợ cháu Ông Bồng bảo Đấy là ngày thường Tao hỏi đám ma này Thì ai chủ trì kinh tế Tôi bảo Vợ cháu Ông Bồng bảo Không được con ơi Khắc máu tanh lòng Tao bảo bố mày nhé Tôi bảo Ông đẻ con Ông Bồng bảo Đưa tao bốn nghìn Mày định làm bao nhiêu mâm Tôi bảo 10 mâm. Ông Bỏng bảo Không đủ cho đô tùy rửa ruột. Mày bàn với vợ mày đi. 40 mâm. Tôi đưa cho ông 4.000 rồi vào nhà. Vợ tôi bảo Em nghe hết rồi. Em tính 30 mâm, 800 đồng một mâm, 3824, 24.000, phụ phí 6.000. Việc mua bán em lo. Cô giao cho cô lại. Đừng nghe ông Bỏng, lão ấy đẹp lắm. Tôi bảo ông bổng cầm bốn nghìn rồi vợ tôi bảo buồn anh lắm tôi bảo anh đòi lại nhé vợ tôi bảo thôi coi như trả công Lão ấy tốt nhưng nghèo phường bắt âm đến bốn người cha tôi ra tiếp nhập quan lúc bốn giờ chiều ông bổng cậy miệng mẹ tôi cho vào chín đồng vừa tiền trinh khải định vừa tiền một hào nhôm ông bảo để đi đò lại cho vào cố bài tổ tôm có lẫn cả mấy quân tam cúc ông bảo không sao ngày xưa bà ấy vẫn chơi tam cúc đêm ấy tôi thức canh quan tài mẹ tôi ngẫm nghĩ lan man đổ điểu cái chết sẽ đến với mỗi chúng ta chẳng trừ ai cả ngoài sân ông bổng với mấy bác đô tùy ngồi đánh tam cúc ăn tiền khi nào kết tốt đen ông bổng lại chạy vào vái quan tài mẹ tôi lại chị Chị phù hộ cho em để em vét thật nhẫn túi chúng nó. Cái mì cái vi cũng thức với tôi. Cái mi hỏi, sao chết đi qua đò cũng phải trả tiền, sao lại cho tiền vào miệng ba? Cái vi bảo, đấy có phải ngậm miệng ăn tiền không bố? Tôi khóc, các con không hiểu đâu, bố cũng không hiểu, đấy là mê tín. Cái vi bảo, con hiểu đấy, đời người cần không biết bao nhiêu là tiền, chết cũng cần Tôi thấy cô đơn quá Các con tôi cũng cô đơn Cả đám đánh bạc Cả cha tôi nữa Từ nhà tôi ra nghĩa địa Đi tắt chỉ 500 mét Nhưng đi đường chính qua cổng làng Phải hai cây số Đường bé không đẩy xe đòn được Mà phải khiêng vai Đô tủy thay nhau đến ba chục người Có nhiều người vợ chồng tôi không biết tên gì Họ khinh quan tài hồn nhiên Như việc bình thường vẫn làm Như khinh cột nhà vừa đi vừa nha chầu hút thuốc tán chuyện. Khi nghỉ đứng ngồi ngổn ngang ngay bên quan tài, có người nằm lăn ra nói, mát thật, không bận cứ ngủ ở đây đến tối. Ông bồng bảo, các bố ơi, đi đi còn về nhắm. Thế là đi, tôi chống gậy giật lùi trước quan tài theo tục lệ, cha đưa mẹ đón. Ông bồng bảo, bao giờ tôi chết, đô tùy của tôi toàn dân cờ bạc, cỗ không thịt lợn mà thịt chó Cha tôi bảo Chú ơi lúc này mà chú đùa à Ông bỏng nín bặt lại khóc Chị ơi chị đánh lừa em chị đi Chị bỏ em chị đi Tôi nghĩ Sao lại đánh lừa Chẳng lẽ người chết đều đã đánh lừa người sống cả sao Bãi tha ma này Toàn quân lừa lọc chôn cất xong Mọi người về nhà Bày ra một lúc 28 mâm Nhìn mâm cỗ Tôi thật kính trọng cô lại Mầm nào cũng gọi lại đâu Cô lại miệng dạ tiếu tít chạy ra bê rượu bê thịt Đến tối cô lại tắm giặt Mặc quần áo mới ra hương án khóc Bà ơi cháu xin lỗi bà Cháu không đưa bà ra đồng Hôm trước bà thèm canh cua cháu ngại làm Bà chẳng được ăn Bây giờ đi chợ cháu biết mua quà cho ai Tôi thấy đắng ngắt Tôi nhớ đã chục năm nay Tôi chưa lần nào mua được cho mẹ chiếc bánh hay là gói kẹo. Cô lại lại khóc. Cháu ở nhà thì bà có chết không bà? Vợ tôi bảo, đừng khóc. Tôi cáu, cứ để cho cô ấy khóc, đám ma không có tiếng khóc buồn lắm. Nhà mình có ai biết khóc bà cụ thế đâu. Vợ tôi bảo, 32 mâm, anh phục em tính sát không? Tôi bảo sát. Ông bồng bảo, tôi đi xem giờ, bà cụ được một cái nhập mộ, hai cái trùng tang, một cái thiên di Có yểm bùa không? Cha tôi bảo Bùa con khỉ Trong đời mình tôi chôn ba nghìn người Chẳng có người nào thế này Ông bảo bảo Thế là sướng Đòm phát là xong Ông giơ một ngón tay trỏ Làm hiệu bóp cỏ Tết năm đó Nhà tôi không mua hoa đào Không gói bánh trưng chiều mồng hai đơn vị cũ của cha tôi Cho người về viếng mẹ tôi Biếu 500 đồng Ông trưởng phó của cha tôi bây giờ lên tướng Gia mộ thắp hương Anh Thanh đại úy cần vụ đi theo Rút súng bắn ba phát lên trời Sau này trẻ con trong làng Kháo bộ đội bắn 21 phát đại bác Viếng bà Thuấn Ông trưởng hỏi cha tôi Anh muốn về thăm đơn vị dối già không? Tháng năm tập trận Đơn vị cho xe về đón Cha tôi bảo Được Ông trưởng đi thăm cơ ngơi nhà tôi Có ông cơ hướng dẫn Ông trưởng bảo cha tôi cơ người của anh ác thật vườn cây ao cá chuồng lợn chuồng gà biệt thự thế là vững tâm cha tôi bảo con tôi làm đấy tôi bảo đấy là vợ cháu vợ tôi bảo cô lại chứ cô lại cười thòn thẹn dạo này đầu cứ gật gật liên hồi như bị động kinh chả phải cha tôi đùa thế thì do mô hình vac Sáng mồng ba, Kim Chi đi xích lô bế con về thăm. Vợ tôi mừng tuổi một nghìn, cha tôi hỏi Thằng Tuân có thư từ gì không? Kim Chi bảo không. Cha tôi bảo Lỗi ở à bác đấy, ta không biết mày có chữa. Vợ tôi bảo Chuyện ấy là thường, bây giờ làm gì còn có trình nữ? Con làm ở bệnh viện sản, con biết. Kim Chi ngượng, tôi bảo Đừng nói thế, nhưng mà làm trình nữ thì mệt thật. Kim Chi khóc. Anh ơi, đàn bà chúng em nhục lắm. Đẻ con gái ra, em cứ nát ruột nát gan. Vợ tôi bảo, tôi còn hai con gái cơ. Tôi bảo, thế các người tưởng làm đàn ông thì không nhục à? Cha tôi bảo, đàn ông thằng nào có tâm thì nhục, tâm càng lớn càng nhục. Vợ tôi bảo, nhà mình nói năng như điên khủng cả, thôi đi ăn. Hôm nay có cô Kim Chi Tôi đãi mỗi người một con gà hầm tâm sen Tâm đấy Ăn là trên hết Gần nhà tôi ở có cậu Khổng, trẻ con gọi là Khổng Tử. Khổng làm ở xí nghiệp nước mắm, nhưng lại thích thư, làm thư gửi báo văn nghệ. Khổng hay sang chơi, Khổng bảo, thư siêu nhất. Cậu đọc cho tôi nghe, lót ca, Wisman, vân vân. Tôi không thích Khổng, ngờ ngợ cậu ta sang chơi vì một cái gì phiêu lưu còn hơn cả thơ ca nữa. Một bận thấy trong giường của vợ tôi Có một tập thư chép tay Vợ tôi bảo Thư của cậu khổng anh có đọc không? Tôi lắc đầu Vợ tôi bảo Anh già rồi Bớt giác tôi thoáng rồng mình Một hôm bận trực cơ quan Nên tôi về muộn Cha tôi đón cổng ông bảo Thằng khổng sang chơi từ chập tối Nó với vợ mày cứ rút rích với nhau Bây giờ chưa về trướng quá Tôi bảo Cha đi ngủ đi Để ý làm gì cha tôi lắc đầu bỏ đi lên gác tôi dắt xe máy ra đường phóng lang thang khắp phố cho kỳ hết xăng tôi dắt xe đến ngồi ở một góc vườn hoa như một tên du thủ du thực có một cô mặt đánh phấn đi ngang qua hỏi ông anh ơi có đi chơi không tôi lắc đầu khổng có ý tránh mặt tôi ông cơ ghét lắm một hôm bảo tôi cháu đánh nó nhé suýt tôi gật đầu lại nghĩ thôi Tôi vào thư viện mượn thử ít sách, đọc lóc ca Wisman. Tôi cứ mơ hồ thấy những nghệ sĩ chắc tuyệt là những con người cô đơn khủng khiếp. Bỗng thấy thằng khổng có lý. Chỉ tức nó đều. Sao nó không đưa thơ nó cho người khác xem, mà lại đưa cho vợ tôi? Cha tôi bảo, anh nhu nhược, duyên do là anh đếch sống được một mình. Tôi bảo, không phải cuộc đời nhiều trò đùa lắm. Cha tôi bảo, anh cho là trò đùa Tôi bảo Không phải trò đùa Nhưng cũng không phải nghiêm trọng Cha tôi bảo Sao tôi cứ như lạc loài Cơ quan định cử tôi đi công tác phía Nam Tôi bảo vợ tôi Anh đi nhé Vợ tôi bảo đừng đi Mai anh sửa cửa nhà tắm Cái cửa hỏng rồi Hôm nọ cái mì đang tắm Thằng khỏng đi qua định dở cho đèo Làm nó hết hồn Thằng khốn nạn ấy em cấm cửa rồi Vợ tôi quả khóc Em thật có lỗi với anh với con Tôi khó chịu quay đi Nếu có cái vi bây giờ Thì nó sẽ hỏi tôi rằng Bố ơi Đấy có phải nước mắt cá sấu không Tháng năm đơn vị cũ cho xe về đón cha tôi Anh Thành Đại úy cầm thư của ông trưởng về Cha tôi cầm thư run run Thư viết Chúng tôi cần anh, mong anh Nhưng anh đi được thì đi không ép tôi nghĩ cha tôi không nên đi nữa nhưng nói ra bất tiện cha tôi ra sụp hẳn đi từ khi về hưu hôm nay cầm thư thấy ông nhanh nhẹn và trải trung hẳn tôi cũng vui lây vợ tôi chuẩn bị đồ đạc cho vào cái sắc du lịch cha tôi không nghe ông bảo cho vào ba lô cha tôi đi chào làng nước một lượt ra cả ngoài mộ mẹ tôi lại bảo anh thanh bắn ba phát súng lên trời buổi tối cha tôi gọi ông cơ đến cho hai nghìn bảo khắc một cái bia đá gửi về thanh hóa đánh dấu mộ vợ cha tôi lại gọi cô lại đến bảo cháu lấy chồng đi cô lại òa khóc cháu xấu xí lắm chẳng ai lấy lại cả tin nữa cha tôi nghẹn ngào con ơi con không hiểu rằng cả tin chính là sức mạnh để sống hả con tôi cũng không ngờ những điều như thế lại là điểm báo chuyến này cha tôi ra đi không về trước khi lên xe cha tôi lấy trong ba lô ra quyền và học sinh ông đưa cho tôi ông bảo trong này cha có ghi chép ít điều con đọc thử xem cái mi cái vi chào ông cái mi hỏi ông đi ra trận hả ông cha tôi bảo ừ cái vi hỏi đường ra trận mùa này đẹp lắm có phải không ông cha tôi chửi mẹ mẻ láo cha tôi đi được vài ngày thì ở nhà xảy ra chuyện cười nôn ruột Số là ông cơ cùng với ông bỏng vớt bùn dưới ao Vợ tôi trả ông bỏng 200 đồng một ngày công cơm nuôi Bỗng thấy một cái đít chung nổi lên Hai ông hì hục đào lại thấy một đít chung nữa Ông bỏng đoán chắc các cụ ngày xưa trôn quả Hai ông báo với vợ tôi Thủy đến xem cũng lội xuống đào. Rồi cả cô lại, cả cái mi cái vi Cả nhà bê bết bùn đất Vợ tôi phải ngăn ao lại đi thuê máy bơm cô le về tắt nước. Không khí thật nghiêm trang, ông Bồng thích lắm. Công tao thấy trước, cứ phải chia cho tao một chum. Hì hục một ngày đào được hai cái chung sứt trong chẳng có gì. Ông Bồng bảo, chắc còn nữa. Lại đào, được thêm một cái chum nữa cũng vỡ. Cả nhà mệt là bụng đói cồn cào. Vợ tôi say mua bánh mì về ăn lấy sức đào tiếp. Đào gần chục mét thì vớ được cái lọ sành Cả nhà mừng rỡ Ai cũng đoán vàng Mở ra trong thấy toàn một chuỗi Bảo đại thông báo Bằng đồng đã ăn gì cả Lại thấy một cái mẻ đây mùn nát Ông bồng bảo Thôi chết tao nhớ ra rồi Ngày xưa tao với chủ nhân ăn trộm ở nhà hàng tín Bị đuổi chủ nhân vứt cái lọ này xuống ao Cả nhà được một mẻ cười nôn ruột Chủ nhân là tên ăn trộm khét tiếng ở vùng ngoại ô Hàn tín trước kia là lính thuộc địa cho Tây tham gia phong trào rồng nam phun bạc đánh đuổi đức tặc cả hai đã chết mục xác từ thuần nào thuần nào ông bổng bảo không sao bây giờ cả làng này chết tao cũng đủ tiền đi đỏ nhét vào miệng họ sáng hôm sau ngủ dậy thì tôi nghe thấy có tiếng gọi cổng tôi ra thấy khổng đứng ngoài tôi nghĩ mẹ khỉ cái thằng đẻo này là điểm gở nhất của số phận mình khổng bảo anh thuần ơi anh có điện ông cụ mất rồi điện của ông trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Thuấn hy sinh khi làm nhiệm vụ hồi giờ ngày, mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ hồi giờ ngày. Tôi lặng người, vợ tôi xếp đặt mọi việc rất nhanh. Tôi ra thuê xe, về nhà đã thấy gọn đâu vào đấy. Vợ tôi bảo, khóa cửa nhà trên, ông cơ ở lại. Xe đi cao bằng theo đường số 1, đến nơi thì lễ ăn táng cha tôi cử hành đã được hai tiếng đồng hồ. Ông trưởng bảo, chúng tôi có lỗi đối với gia đình tôi bảo không phải thế đời người có mệnh ông trưởng bảo cha anh là người đáng trọng tôi hỏi theo nghi lễ quân đội hả chú ông trưởng bảo cụ ra trận địa đòi lên chốt tôi bảo cháu hiểu rồi chú đừng kể nữa tôi khóc chưa bao giờ tôi khóc như thế bây giờ tôi mới hiểu khóc như cha chết là khóc thế nào Hình như đấy là cái khóc lớn nhất đời một con người. Mộ của cha tôi đặt trong nghĩa trang liệt sĩ. Vợ tôi mang theo máy ảnh, bảo chụp mấy kiểu. Hôm sau tôi xin về luôn, ông trưởng giữ lại, nhưng tôi không nghe. Đường về, vợ tôi bảo xe đi chậm. Ông bỏng lần đầu mới được đi xa, thích lắm. Ông bảo, nước mình đẹp như tranh. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao phải yêu đất nước. Chứ ở quê ta, dù ngay Hà Nội có văn minh thật, tôi chẳng thấy yêu gì cả vợ tôi bảo tại chú quen đấy ở nơi khác cũng thế họ lại thấy yêu hà nội ông bồng bảo thế là nơi này yêu nơi kia người này yêu người kia tất cả đều đất nước mình nhân dân mình cả vậy thì đất nước muôn năm nhân dân muôn năm hoan hô đèn cu có lẽ câu chuyện của tôi kết thúc ở đây sau đó nếp sống của gia đình tôi trở lại như là trước ngày cha tôi nghỉ hưu vợ tôi tiếp tục công việc bình thường tôi đã hoàn thành công trình nghiên cứu điện phân ông cơ trở nên ít nói một phần vì bệnh cô lại nặng hơn lúc rỗi tôi giả đọc những điều cha tôi ghi chép tôi hiểu cha tôi hơn trên đây là những sự việc lộn xộn của hơn một năm cha tôi nghỉ hưu mà tôi chép lại tôi coi đấy như nén hương thắp nhớ người nếu ai đã có lòng để mắt đọc điều tôi viết xin lượng thứ cho tôi tôi xin cảm tạ chuyện ngắn vàng lửa giàu lòng vậy cầm lòng vậy dân ca ông quách ngọc minh ngụ ở tu lý huyện đà bắc viết thư cho tôi tôi đã đọc truyện ngắn kiếm sắc của ông kể về tổ phụ tôi là đặng phú lân riêng chi tiết gặp nguyễn du không thích nhân vật người trẻ tuổi trong quán trong chẻo lạ lùng tâm hồn sạch như nước ở núi ra không ra gì bài hát tài mệnh tương đô có ý gắn cho nguyễn du là khéo mà không khéo vậy ông gắng thu xếp lên chơi tôi sẽ cho ông xem vài tư liệu biết đâu giúp ông có cách nhìn khác con gái tôi là Quách Thị Trình Sẽ mời ông món canh cá nấu khế ông thích Nhận được thư Tôi đã lên thăm gia đình ông Quách Ngọc Minh Những tư liệu cổ mà ông Quách Ngọc Minh gìn giữ thật độc đáo Về Hà Nội Tôi viết chuyện ngắn này Khi viết tôi có tự ý thay đổi một vài chi tiết phụ Và sắp xếp chỉnh lý lại các tư liệu Để hợp với việc kể chuyện Năm 1802 Nguyễn Phúc Ánh chiếm Thăng Long lên ngôi vua đặt tên hiệu là Gia Long. Bên cạnh nhà vua có vài người châu Âu giúp việc. Trong số ấy có một người Pháp tên là François Prier, do chính giám mộc Pignot de Behen tức bá Đa Lộc tiến cử. Nhà vua thường gọi y là Phăng. Phăng từ nhỏ đã thích phiêu lưu. Y từng tham gia cách mạng 1789 bạn với Sanh Năm 1794 cách mạng thất bại Phăng trốn ra nước ngoài. Năm 1797 phăng theo chân một tàu buôn trôi giạt đến Hội An. Người ta không rõ cuộc gặp gỡ của Y với bá Đa Lộc. Chỉ biết bá Đa Lộc có viết thư giới thiệu phăng với vua Gia Long. Trong tập bút ký của mình sau này, phăng viết Nhà vua là một khối cô đơn khổng lồ. Ông đóng trò rất giỏi trong triều đình. Ông đi đứng ra vào, ra các mệnh lệnh, chấp nhận sự tung hô của bọn quần thần. Ông là người cha nghiêm khắc của lũ con ích kỷ đần độn là người chồng đáng kính của các bà vợ tầm thường. Ông biết ông đã già, với bọn cung tần mỹ nữ trẻ đẹp, ông bất lực. Ông biết rõ cái triều đình thiền cận do ông dựng lên, biết rõ quốc gia mình nghèo đói. Ông luôn lo sợ bởi quyền lực nắm trong tay, nó lớn ngoài sức chứa một con người. Trong một chuyến đi săn ở phía bắc Kinh Thành Huế, Phăng đi theo vua Gia Long, Phăng kể. Nhà vua cưỡi ngựa lưng rất thẳng, ở giữa thiên nhiên Trông ông dạng dỡ Mất đi vẻ đăm chiêu Câu có hàng ngày Ông vui vẻ vào cuộc săn hào hứng Buổi tối nói với tôi Ông bảo Khanh biết không Cái lũ chó chết ấy Chúng nó chuẩn bị cả rồi Chỗ nào chấm đi qua Thì chúng nó thả thú ra Tôi ngạc nhiên hỏi Vì sao nhà vua Vốn xuất thân là một tướng võ Lại chịu được sự nhục mạ ấy Ông cười Khanh chẳng hiểu gì Vinh quang nào chẳng xây trên điếm nhục Tôi ngồi nghe nhà vua Nhận thấy ông trải đời ghê gớm Ông hiểu bản chất đời sống cộng sinh Số phận ngẫu nhiên giao cho ông đứng trên đỉnh cao nhất Ông không dám phá vỡ bất cứ quan hệ nào Làm hại đời sống cộng sinh đó Bởi phá vỡ nó Nghĩa là ngai vàng không còn đứng vững Tôi có hỏi nhà vua Về các nhà tư tưởng phương đông Tôi nhận thấy ông không quan tâm đến họ Ông bảo Tất cả do cây cú đời sống Họ là quá khứ thời khắc đang sống là đáng kể. Nhà vua chăm chú ăn món gân hổ hơn là tiếp chuyện tôi. Phăng được vua Gia Long cho phép đi lại nhiều nơi. Phăng từng gặp Nguyễn Du, bấy giờ đang giữ chức tri huyện. Phăng kẻ Trước mặt tôi là một người bé nhỏ, mặt nhào nát vì đau khổ. Ông nổi tiếng là một nhà thơ có tài. Tôi thấy ông hoàn toàn không hiểu gì về chính trị. Trước sau ông là một viên quan tận tụy. Ông hơn những người khác ở nhân cách nhưng nhân cách ấy có giá trị gì khi cuộc đời thực của ông suối xó túng kiết? Ông hoàn toàn thiếu tiện nghi, ông không phổ phiếm, nhưng sự hào hoa cũng không có nốt. Đời sống tinh thần bóp nghẹt ông, ông nói chuyện giản dị và hóm hình, trực giác tuyệt vời. Cũng như vua Gia Long, ông là một khối nguyên liệu to lớn, nhưng nhẹ đồng hơn cân, hợp chất tạo thành ít hơn, độ bám của bụi bặm cũng ít hơn cả hai đều là những khối nguyên liệu vô giá, những vật quốc bảo. Phăng được Nguyễn Du dẫn đi thăm một vài nơi trong địa hạt của mình. Phăng viết: ông ta tức Nguyễn Du có sự cảm thông sâu sắc với nhân dân. Ông yêu nhân dân mình, ông đại diện cho nhân dân ở phần uất nhất, chữ tỉnh nhất, nhưng cũng đáng thương nhất. Vua già lòng không đại diện cho ai, ông chỉ chịu trách nhiệm với mình. Đấy là điều vĩ đại nhưng cũng đê tiện khủng khiếp nhà vua có cách nhìn thực tiễn với chính từng khắc tồn tại của bản thân mình nhà vua biết sót thân nguyễn du thì khác nguyễn du không biết sót thân nguyễn du thông cảm với những đau khổ của các số phận đơn lẻ mà không hiểu nổi nỗi đau khổ lớn của dân tộc đặc điểm lớn nhất của xứ sở này là nhược tiểu đây là một cô gái đồng trinh bị nền văn minh trung hoa cưỡng hiếp cô gái ấy vừa thích thú vừa nhục nhã vừa căm thủ nó vua gia long hiểu điều ấy và đấy là nỗi cay đắng lớn nhất mà ông cùng cộng đồng phải chịu đựng. Nguyễn Du thì khác, ông không hiểu điều ấy. Nguyễn Du là đứa con của cô gái đồng trinh kia, dòng máu chứa đầy điển tích của tên đàn ông khốn nạn đã cưỡng hiếp mẹ mình. Nguyễn Du ngập trong mớ bồng nhùng của đời sống, còn vua Gia Long đứng cao hẳn ngoài đời sống ấy. Người mẹ của Nguyễn Du, tức nền chính trị đương thời, giấu giếm con mình sự ê chè và chịu đựng với tinh thần cao cả kiềm chế. Phải 300 năm sau, người ta mới thấy điều này vô nghĩa. Nguyễn Du sống dân dã, ông hồn nhiên chịu đựng sự nghèo túng của nhân dân. Ông không đứng cao hơn họ, không hưởng thụ cao hơn họ. Và như thế, ông hoàn toàn không biết làm chính trị. Tất cả đời sống vật chất của ông do những hoạt động của lần mang lại, năng suất thấp, chỉ thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu lòng tốt của ông là thứ lòng tốt nhỏ không cứu được ai vua gia long thì khác ông khủng khiếp ở khả năng dám bỡn cợt với tạo hóa dám mang cả dân tộc mình ra lường gạt phục vụ cho chính bản thân mình ông làm cho lịch sử sinh động hẳn lên đấy là lòng tốt lớn của nhà chính trị lòng tốt lớn của nhà chính trị không chỉ là làm việc thiện với một số phận đơn lẻ mà còn là sức đầy của ông ta với khối cộng đồng từng phần tử trong cộng đồng do luật tự nhiên chi phối sẽ tự tồn tại định hướng và phát triển không có một sức đẩy mạnh cả cộng đồng sẽ mọc rêu mùn nát cộng đồng việt là một cộng đồng mặc cảm nó nhỏ bé xiết bao bên cạnh nền văn minh trung hoa một nền văn minh vừa vĩ đại vừa bỉ ổi lại vừa tàn nhẫn phăng có kể lại cho vua gia long ấn tượng khi gặp nguyễn du phăng viết nhà vua nghe tôi một cách lơ đãng Tôi có cảm giác ông bị nặng tai nhưng không phải ông không coi Nguyễn Du ra gì, hoặc có thể ông coi Nguyễn Du là con ngựa giống tốt trong cả đàn ngựa lợn bò gà mà ông chăn dắt. Ông bảo: "Chậm có biết người ấy, cha nó là Nguyễn Nghiễm, anh nó là Nguyễn Khản." Tôi thấy nhà vua hiểu sự bất lực của ông đối với đời sống nghèo khó và những trì trệ của dân tộc ông. Ông không tin học vấn có thể cải tạo giống nòi, điều ấy có lý trước hết là vật chất. Những hoạt động kinh tế của lần chỉ đủ sức cho một dân tộc sống khắc khoải. Vấn đề ở chỗ phải đứng lên vươn mình thành một cường quốc. Làm điều đó phải có gan chịu đựng sự va xiết trong quan hệ với cộng đồng nhân loại. Thói hủ nho và thủ dâm chính trị sẽ không bao giờ tạo được những quan hệ trong sáng lành mạnh. Sẽ đến lúc nền chính trị thế giới giống như món nộm xuồng xã, khái niệm thanh khiết ở đấy vô nghĩa. Năm 1814, người ta phát hiện ra một nơi có vàng phăng xin vua gia long cho một số người châu âu cùng mình đi tìm kiếm vua gia long đồng ý phăng không để lại tư liệu nào kể về chuyến đi tìm vàng này tuy nhiên có một người bồ đào nha tham gia đoàn tìm vàng đã viết hồi ký người bồ đào nha này kể lại đoàn chúng tôi có một người gồm bốn người bồ đào nha một người hà lan năm người pháp và một người việt dẫn đường chỉ huy chúng tôi là françois perrier là một người tàn bạo được vua Gia Long tin cậy. Chúng tôi đi ngựa, mang theo vũ khí và những dụng cụ đãi vàng như dân tìm vàng hồi thế kỷ trước ở Bắc Mỹ. Ngày Francois Perrier cũng không lường trước sự việc diễn ra, điều ấy khiến cho chúng tôi sau này phải trả giá đắt. Đa số chúng tôi tham gia chuyến đi vì sự hiếu kỳ. Chúng tôi chuẩn bị lương thực đủ trong một tháng. Chúng tôi luồn rừng và đến nơi. Sau một tuần đi đường, nơi đây là thượng nguồn một con sông lớn nằm kẹp trong thung lũng hoang vắng không hề thấy một bóng người qua lại quạ bay hàng đàn trong bản đồ françois perrier gọi đây là thung lũng quạ chúng tôi cắm lều ngay trên bờ sông ngay ngày đầu tiên người hà lan trong đoàn đã lên cơn sốt ông ta lên những cơn co giật khủng khiếp người nóng như than mặt xám lại chúng tôi đề nghị để lại một người chăm sóc ông ta nhưng françois perrier không nghe y dồn tất cả chúng tôi vào núi đào vàng và lọc quặng buổi tối khi chúng tôi trở về thì người hà lan đã chết phương xoa prie sai ném xác người hà lan xuống sông quả lập tức bù đen trên thây người chết mỏ vàng gần như lộ thiên sự hào hứng khiến chúng tôi quên mệt nhọc đến ngày thứ ba chúng tôi bị thổ dân tấn công chúng tôi co cụm lại những người thổ dân cầm dao gậy đứng từ xa trời rủa và dùng đá ném chúng tôi họ có ý muốn đuổi chúng tôi chứ không có ý gì khác người việt dẫn đường đi theo chúng tôi đã biến mất ngay từ khi những người thổ dân xuất hiện françois perrier nói tiếng việt rất tồi y dơ cao tấm thẻ tín bài của vua gia long nhưng vô hiệu đáng lẽ chúng tôi phải rút ngay nhưng françois perrier không kiềm chế được y nổ súng một người thổ dân trúng đạn số còn lại chạy tán loạn chúng tôi đòi françois perrier quay về nhưng y không nghe Y bắt chúng tôi tiếp tục làm việc Vàng đã làm cho Y lóa mắt và mụ mị đi Buổi chiều khi chúng tôi quay về lèo Thì thấy đầu lâu của người Việt dẫn đường Cắm trên cọc nhọn ngay bên cạnh đấy Trời nóng như thiêu Chúng tôi thấy rất nhiều quả bay từ rừng trên Vừa bay vừa kêu những tiếng man dở Khoảng nửa đêm lửa bốc cháy dữ dội xung quanh lèo Những mũi tên tầm thuốc độc ở đâu bắn đến như mưa Năm người trong đoàn chúng tôi chết ngay Phương Soa Perie mang theo số vàng đãi được mở con đường máu thoát ra. Lửa nóng quá, trước mặt, sau lưng, trên trời, dưới đất, đâu đâu cũng thấy lửa cháy rừng rực. Hồi ký của người Bồ Đào Nha vô danh không viết gì thêm. Tôi, người viết chuyện này, đã cất công đi tìm các thư tịch cổ và hỏi han nhiều bậc bô lão. Không có tài liệu gì và cũng không ai biết gì về thung lũng quạ hoặc chuyện của những người châu Âu thời vua Gia Long. Mọi cố gắng của tôi trong nhiều năm nay vô hiệu. Tôi hiến bạn đọc ba đoạn kết cho câu chuyện này để bạn đọc tùy ý lựa chọn. Đoạn kết 1 Đoàn tìm vàng còn sót lại ba người, phăng bảo toàn nguyên vẹn số vàng đào được mang về. Vua Gia Long vui mừng vì đã tìm được mỏ vàng. Nhà vua cho khoanh vùng thung lũng quạ và cho tiến hành khai thác mỏ. Phăng được cử trông coi việc này. Hai người châu Âu sót lại trong đoàn tìm vàng cũng được mời tham gia nhưng họ từ chối. Phăng trông coi việc khai thác mỏ vàng trong hai năm. Vua gia long rất tin cẩn y và thường ban cho y những bổng lọc hậu hĩnh. Một hôm người ta đưa đến cho y món ăn quý do nhà vua ban, món chim hầm bắt bảo nấu rất công phu. Phăng ăn xong thì thấy bụng đau cồn cào dữ dội, mắt trợn ngược, máu ọc ra đầy màu miệng. Y chết ngay trên bàn ăn. Trong một quyển sổ ghi chép còn sót lại của y người ta đọc thấy những dòng chữ sau tất cả những cố gắng của con người hướng về điều thiện đều là những cố gắng đau đớn nhọc lòng điều thiện hiếm như vàng và sau đó phải được vàng đảm bảo nữa mới có giá trị thực chúng ta sống vô nghĩa nghèo khó và đau khổ trong những lý thuyết chắp vá đầy ngụy biện những mối bất hòa kỳ thị dân tộc và đẳng cấp những kinh nghiệm sống của chúng ta mong manh và vụn vặt xiết bao đến bao giờ hỏi đến bao giờ trên mặt đất này xuất hiện tiến bộ. Đoạn kết 2 Thoát khỏi biển lửa, đoàn tìm vàng sót lại một mình phăng, y mang số vàng tìm được đến dinh quan sở tại. Phăng đưa tấm thẻ tín bài có dấu chuyện của vua Gia Long xin được che chở. Quan huyện là một vị túc nho già, biết nghề thuốc. Phăng đã dưỡng bệnh ngay tại huyện lỵ hẻo nánh này. Con gái quan huyện là Vũ Thị còn trẻ, nhưng quá chồng mang lòng yêu mến y sau khi phăng về kinh đô y được vua gia long ban thưởng hậu hĩnh nhà vua đã cho tiến hành khai thác mỏ vàng lúc này ở châu âu nền đế chế của napoleon bonaparte đã sụp đổ châu âu chín chắn hơn họ đã bắt đầu hiểu vẻ đẹp và vinh quang một dân tộc không phải do cách mạng hoặc chiến tranh mang lại cũng không phải do các nhà tư tưởng hoặc các hoàng đế mang lại bởi vậy họ sống đỡ căng thẳng hơn giản dị hơn hợp tự nhiên hơn phăng xin vua gia long mang theo vũ thị và một số vàng lớn hồi hương về pháp ông lập một ngân hàng và sống sung sướng đến già ông thường kể lại cho con cháu nghe về những kỷ niệm quá khứ về những biến cố ở xứ an nam xa xôi theo ông thời kỳ ông ở an nam mới là sự bắt đầu lịch sử của quốc gia người việt khi này biên giới phân định chữ viết có gốc từ chữ latin phổ biến người việt dần thoát ra sự cầm tù đáng sợ của nền văn minh Trung Hoa có những mối giao lưu chung với cộng đồng nhân loại. Đoạn kết 3 Tất cả đoàn tìm vàng bị giết chết, lính triều đình bao vây và tấn công họ chứ chẳng có thổ dân nào cả như trong hồi ký của người bồ đào nha vô danh lầm tưởng. Người ta tìm được vàng giấu trong đồ đạc của những người châu Âu, nó lẫn trong quần áo và cả ở trong những sổ sách ghi chép. Vua Gia Long cho sung công và sau đó cử một người trong hoàng tộc đứng ra lo việc khai thác mỏ vàng. Cuối đời vua Gia Long sống trong cung cấm, tìm cách tránh mọi tiếp xúc bên ngoài. Nhà vua rất ghét những ai nhắc lại mối quan hệ với người này người nọ khi nhà vua còn hàn vi, dù đấy là người Việt, người Trung Hoa hay người châu Âu nào khác. Triều Nguyễn của vua Gia Long lập ra là một triều đại tệ hại. Chỉ xin lưu ý bạn đọc, đây là triều đại để lại nhiều lăng